Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Văn hóa toàn cảnh. Như thường lệ, mời quý vị điểm qua những tin chính sẽ có trong chương trình. Giành tới 8 đề cử trên tổng số 9 hạng mục chính thức của Liên hoan phim quốc tế ASEAN năm 2017. Bộ phim của nữ đạo diễn Ngọc Ánh tiếp tục chứng minh sức hút của các đề cử của giải thưởng quốc tế khác. 22.000 chỗ ngồi được bịt kín và trở thành rạp chiếu phim khổng lồ để cùng hòa mình vào những câu chuyện đầy cảm xúc với màn pháo hoa tuyệt đẹp trong đêm mộng tại Đà Nẵng. Cuộc chiến kinh hoàng giữa con người với cá mập trở thành gây cấn hơn xưa. Thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phim Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong sản xuất phim, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam và phát triển du lịch. Theo đó, nội dung buổi tọa đàm xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc phát triển hoạt động hợp tác và tổ chức dịch vụ sản xuất phim quốc tế, giới thiệu khả năng cung ứng dịch vụ làm phim của điện ảnh Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, phục vụ phát triển du lịch từ điện ảnh. Tham dự tọa đàm, các đại biểu cho rằng muốn ngành điện ảnh nước nhà phát triển cần phải có vai trò đầu tàu của các đơn vị nhà nước trong các chính sách, chiến lược, quy định đối với công tác quản lý hợp tác sản xuất phim trong và ngoài nước. Nhà nước cũng cần tập trung đầu tư về cơ sở vật chất cho ngành điện ảnh như phim trường, đạo cụ, đầu tư đào tạo về con người. Có thể thấy, nhiều năm qua, Việt Nam đã từng là điểm đến của nhiều dự án hợp tác làm phim quốc tế như phim Người tình Đông Dương, Điện Biên Phủ, Người Mỹ Thầm Lặng, Mùa Len Châu, Nước Già Công, Đảo Đầu Lâu. Những bộ phim này đều sử dụng bối cảnh tự nhiên tại Việt Nam và ít nhiều gây được tiếng vang trên thế giới. Thành công của tác phẩm điện ảnh trên là cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế mà góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Và mới đây, bộ phim thứ tư của điện ảnh Pháp, Bầu Trời Đỏ, có bối cảnh quay tại Việt Nam cũng sắp ra mắt khán giả. Sau phim Người tình, Điện Biên Phủ và Đông Dương, mới đây đoàn làm phim người Pháp vừa hoàn thành bộ phim Bầu Trời Đỏ, nói về Việt Nam năm 1946 tại vùng núi phía Bắc. Đây là bộ phim của đạo diễn Olivier Lordeler của Pháp, được quay ở các địa điểm Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn và quanh vùng Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn nước Pháp vào ngày 19 tháng 7 và tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2017. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một chàng lính Pháp và một cô gái Việt Minh tham gia kháng chiến bị chính anh bắt làm tù binh. Bị sốc khi hiểu mình buộc phải tra tấn cô gái trẻ, anh đã quyết định bỏ trốn cùng cô. Cũng trong lĩnh vực phim ảnh, Đảo Của Dân Ngụ Cư vừa được lựa chọn vào vòng tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Á Âu diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 22 tới ngày 28 tháng 7 tới. Điều này một lần nữa chứng tỏ điện ảnh Việt Nam có thể làm được những tác phẩm điện ảnh đủ sức thuyết phục công chúng trong và ngoài nước cũng như giới chuyên môn. Trước khi được phát hành tại Việt Nam ngày 20 tháng 5, Đảo Của Dân Ngụ Cư đã được giới thiệu chính thức tại khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017. Cũng trong tháng 5, Đảo Của Dân Ngụ Cư đã tạo được dấu ấn lớn cho phim Việt khi giành tới 8 đề cử trên tổng số 9 hạng mục chính thức của Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2017. Thưa quý vị, vào năm 2015, Đỗ Phương Nhi đã đạt danh hiệu quán quân cuộc thi Patrol Áo Xanh dành cho các tài năng trẻ tại Na Uy, làm nhiều người trong giới thạo nhạc không khỏi khâm phục. Ở năm 2017 này, Phương Nhi còn là đại sứ âm nhạc của Vastrad Summer Festival với nhiều buổi biểu diễn độc tấu tại các đêm nhạc với những tác phẩm của các nhà soạn nhạc lừng danh thế giới như Niccolò Bastianini, Zamho, Sebastian. Mới đây, tài năng violon trẻ Đỗ Phương Nhi sẽ cùng Pinanit Thái Lan có buổi biểu diễn vào ngày 13 tháng 7 tới tại Hà Nội. Ở tuổi 18, hiện Đỗ Phương Nhi đang theo học tại Học viện Âm nhạc Paradiddle ở Na Uy. Trong thời gian qua, Đỗ Phương Nhi đã được mời biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc uy tín quốc tế như dàn nhạc giao hưởng Romekis Na Uy, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Fort Collins của Hoa Kỳ, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Đỗ Phương Nhi học violon cùng nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành từ 5 lên 4. Khi 11 tuổi, với tài năng thiên bẩm và sự khổ luyện, Phương Nhi đã có thể trình diễn những tác phẩm khó nhất dành cho violon trong kho tàng âm nhạc cổ điển. Cũng
tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm với chủ đề Một tình yêu hội họa, A Love of Painting của nhà sưu tập Trương Văn Thuận, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn và người yêu nghệ thuật. 200 tác phẩm hội họa và điêu khắc đã được triển lãm. Điểm đặc biệt của triển lãm là gần 98% tác phẩm của các họa sĩ còn sống và có nguồn gốc rõ ràng, tránh tình trạng trưng bày các tác phẩm sao chép làm giả. Triển lãm khai mạc sáng ngày 22 tháng 6 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 7. Đây là lần đầu tiên nhà sưu tập vốn là sĩ quan an ninh chia sẻ tình yêu nghệ thuật của mình với công chúng. Thưa quý vị, chuyện tình Ngưu Lan và chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần vào tháng 7 âm lịch trên cầu Ô Thước đã rất quen thuộc với người Việt. Điều thú vị, đây cũng là câu chuyện cổ tích có nhiều dị bản ở nước phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Và mới đây, một phiên bản mới về Ngưu Lan chức nữ vừa được các nghệ sĩ Hàn Quốc lần đầu giới thiệu tại nhà hát Trung Vương, thành phố Đà Nẵng và liên tục cháy vé. Show diễn mang tên K, Kotoro Show, hai ngôi sao tình yêu, nó đến mối nhân duyên bất ngờ, dẫn dắt với Ki Yong-ku đến với thế giới xa lạ và gặp được Jin Myung. Từ đây mà chuyện tình đẫm nước mắt đầy gian truân đã xảy ra trong phiên bản mới dạng Ngưu Lan và chức nữ. Khán giả hết sức bất ngờ với cách kể chuyện độc đáo bằng nhiều loại hình nghệ thuật. Không chỉ thế, K-Cultural Show còn kể chuyện bằng cả nhảy đường phố, street dance, múa đương đại, võ thuật taekwondo. Cùng với công nghệ hiện đại như sân khấu 3D sống động, show diễn còn giới thiệu đến khán giả những hình ảnh câu chuyện văn hóa đậm chất Hàn Quốc qua những hình ảnh bức tranh sơn thủy hay màn trình diễn nhảy phốp tiền. Khán giả nhà hát Trung Vương không ngớt những tiếng vỗ tay rền vang tán thưởng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 đã chính thức khép lại vào tối ngày 24 tháng 6. Sau gần 2 tháng diễn ra, không chỉ tìm ra quán quân cho lễ hội năm nay, đêm mộc với màn so tài của 3 đội pháo hoa đến từ Anh, Úc và Ý còn để lại những dấu ấn đặc biệt. Đó là một bữa tiệc pháo hoa ngập tràn trong âm nhạc, những khúc tam tấu trên mặt nước, điệu rock trên sân khấu cử hành hay tiếng violon đến từ nghệ sĩ Hàn Quốc. Tất cả đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng dịp này. Trúc Hà mời quý vị cùng nhìn lại bữa tiệc màu sắc này ngay sau đây. Đêm mộc đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một màn ảnh rộng và sân khấu ngũ hành cùng các khán đài trở thành rạp chiếu phim khổng lồ để thu diễn những kỹ thuật trình diễn pháo hoa đẳng cấp của mình với những câu chuyện pháo hoa đầy cảm xúc, đúng như lời hẹn ước của đội trưởng đội Anh trước đêm chung kết. Màn pháo hoa được kết bởi đủ thể loại âm nhạc từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển đã đưa khán giả bay lượn cùng với những cung bậc cảm xúc. Trong khi đó, đội Úc lấy cảm hứng từ sắc vàng và nâu đặc trưng của đá cẩm thạch trong những tác phẩm điêu khắc của người địa phương đã thiết kế buổi biểu diễn giống như một buổi hòa nhạc pháo hoa dưới chân mộc sơn. Vẫn là hình tượng, nhưng yếu tố mộc đã được khắc họa tinh tế bằng hình tượng cây dừa và điểm nhấn đặc biệt chính là cây thánh giá sáng rực trong đêm tối. Mình nhìn những cái pháo hoa họ đốt đó, mình thấy rất là tuyệt vời và mình hiểu được là lý do tại sao họ lại phải chung kết như vậy. Và mình không có cảm thấy hoàn toàn gọi là sao ta. Tức là cái thời gian mà mình ngồi đây thực sự rất là tuyệt vời. Với gần 100 năm kinh nghiệm trình diễn pháo hoa trên khắp thế giới, đội pháo hoa đến từ nước Ý đã kết thúc đêm mộc bằng màn pháo hoa đẹp lạ lùng và ngoạn mục, thể hiện những cung bậc của tình yêu với thiên nhiên, con người Đà Nẵng theo một cách lãng mạn đậm chất Italy. Mở đầu bằng giai điệu hào hứng đậm chất sử thi của bộ phim The Dragon, Kỵ sĩ rồng, và sau đó là những giai điệu nổi tiếng. Bản tình ca lãng mạn của Ý đã chinh phục hàng triệu trái tim của người xem bằng việc được xướng tên quán quân trong Deep 2017 với giải thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Mặc dù những đội còn lại rất tốt, nhưng tôi tự tin rằng với hơn 100 năm kinh nghiệm mà tôi có, chúng tôi có thể đem đến những gì tốt nhất mà chúng tôi muốn đem đến cho khán giả. Cuộc thi thì phải có người thắng người thua, và đối với tôi, hôm nay chúng tôi đã làm được điều rất tốt và chúng tôi rất hạnh phúc khi đạt được kết quả ngày hôm nay. Khép lại chuỗi những ngày lễ hội rực rỡ tưng bừng của thành phố bên sông Hàn, đêm chung kết mộc của Deep 2017 đã chinh phục hoàn toàn khán giả bằng những màn pháo hoa đỉnh cao và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội cũng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với bạn bè du khách quốc tế về một thành phố Đà Nẵng, đất nước Việt Nam tươi đẹp và đón khách.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với phần tin giải trí quốc tế. Thưa quý vị, nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng nhạc đã thực hiện một MV đầy xúc động nhằm ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư Grenfell Tower của Anh. Ca khúc Trick Over Tower Water hiện cũng đang đứng đầu hàng loạt bảng xếp hai tuần kể từ khi ra mắt. Album mới của ngôi sao Hàn Quốc Ziagen không chỉ giành vị trí đầu hàng loạt bảng xếp hạng trong nước mà còn lập thành tích đáng ngưỡng mộ trên thị trường quốc tế. Album Gần Gì Nhau vừa lọt vị trí thứ 5 trên Billboard, thứ hạng cao nhất mà một nghệ sĩ K-pop từng đạt được. Trong khi đó, các cô bạn đồng nghiệp của Jisun là Blackpink đã lập thành tích mới khi trở thành nhóm nhạc K-pop đạt được 10 triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn nhất chưa đầy 17 tiếng sau khi phát hành. Video ca khúc Is Your Last của Blackpink gồm 4 thành viên, Blackpink ra mắt năm 2016 với album Square One. Mặc cho binh đoàn xe hơi K3 đổ bộ khắp các rạp chiếu, nữ thần chiến binh Wonder Woman vẫn tiếp tục khẳng định sức nóng của mình khi tiếp tục tạo nên kỳ tích vượt mốc doanh thu 600 triệu đô la Mỹ, đưa Patty Jenkins trở thành nữ đạo diễn có phim hành động đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Tính đến nay, sau 3 tuần có mặt tại các rạp chiếu phim, Wonder Woman đã mang về cho Warner Bros. Tổng cộng là 601,6 triệu đô la Mỹ, trong đó có hơn 280 triệu đô la Mỹ tại riêng nước Mỹ. Trong số các bộ phim mùa hè năm nay, Wonder Woman thuộc nhóm hiếm hoi gặt hái thành công tại cả ngôi nhà Bắc Mỹ lẫn các thị trường quốc tế. Thành công hiện tại của Wonder Woman khiến đội ngũ nhà sản xuất tiếp tục tin tưởng Patty Jenkins cho vị trí đạo diễn của phần 2. Theo thông tin mới tiết lộ, nữ siêu anh hùng do Gal Gadot thủ vai sẽ hành hiệp ở nước Mỹ thời hiện đại trong tập phim tiếp theo. Nhà sản xuất thông báo đạo diễn David Fincher và tài tử Brad Pitt sẽ trở lại với phần 2 bom tấn ăn khách Thế Chiến Z. Phần tiếp theo của Thế Chiến Z đang được thực hiện và trong phần mới này, Brad Pitt tiếp tục vào vai chính Jerry Lance. Năm 2013, Thế Chiến Z đã mang về thành công thương mại lớn với doanh thu toàn cầu hơn 570 triệu đô la Mỹ. Dựa theo cuốn tiểu thuyết của Masgrad, phim kể về một cựu nhân viên Liên Hợp Quốc nỗ lực cứu sống gia đình của mình và chiến đấu chống lại đại dịch sát sống. Hiện chưa có thông tin về ngày phát hành và tựa đề của phần phim mới. Sao Ra và The Shallow 47 Mr. Down là tác phẩm tiếp theo khai thác thành công đề tài cá mập. Bộ phim kinh dị xoay quanh cuộc chiến kinh hoàng giữa con người với cá mập vừa đến với khán giả thế giới, trong đó có Việt Nam. 47 Meter Down xoay quanh kỳ nghỉ của hai chị em Lisa và Kay tại một vùng bờ biển ở Mexico. Tại đây, họ quyết định tham gia trò chơi mạo hiểm ngắm nhìn cá mập dưới lòng đại dương. Hai chị em Lisa và Kay phải đối mặt với đàn cá mập hung hãn trong khi nguồn oxy dần cạn kiệt. Tuy khai thác đề tài sinh tồn giữa biển khơi như nhiều tác phẩm khác trước đó, nhưng 47 Meter Down vẫn sở hữu nét hấp dẫn riêng. Đây không phải là một câu chuyện kinh dị về cá mập tấn công. Qua bộ phim, tôi muốn đề cập đến ý chí sinh tồn của con người trong những tình huống tồi tệ nhất. Nếu để số phận quyết định, ta có thể phải nhận kết cục bi thảm. 47 Meter Down đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ ca sĩ, diễn viên tài năng Mandy Moore trong vai cô chị Lisa. Là giọng ca nổi tiếng trong những năm 1990, tuy nhiên sau đó, Mandy Moore tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Ngôi sao người Mỹ còn nhận được cử Quả Cầu Vàng 2017 cho vai diễn Rebecca trong phim truyền hình của Disney+. Bên cạnh Mandy Moore, 47 Meter Down còn có sự góp mặt của Claire Holt, một trong số nữ diễn viên trẻ được săn đón nhất tại Hollywood hiện nay. Với tiết tấu dồn dập cùng nhiều tình tiết gây cấn, bất ngờ, 47 Meter Down, tựa Việt Hung Thần Đại Dương, được đánh giá là một trong những tác phẩm kinh dị hấp dẫn nhất mùa hè năm 2017 này. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.